Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 7 tại bản Nậm Dìn, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo đã xảy ra trận lũ ống cuốn trôi 6 người, trong đó có 2 người tử vong. Theo thông tin của chính quyền xã Phình Sáng, từ trưa ngày 4 tháng 7, trên địa bàn xã Phình Sáng đã xảy ra trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, gia đình ông Sùng A Vàng gồm 6 người trên đường từ nương sản xuất về nhà đã bị lũ ống cuốn trôi. Trong đó có 2 người tử vong là Sùng Thị Dê, sinh năm 2018, và Sùng Thị Bàng Xê, sinh năm 2019. Bà Hờ Thị Mỉ, vợ ông Vàng và một người con bị thương nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy chính quyền xã Phình Sáng đã nhanh chóng đưa người bị thương đến trung tâm y tế huyện và đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị tích cực. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 7, sau khi nhận được tin báo, đại diện cấp ủy chính quyền huyện Tuần Giáo và các đơn vị có liên quan đã đến chia buồn, thăm hỏi động viên gia đình bị nạn và chỉ đạo các cơ quan đoàn thể địa phương tổ chức mai táng cho người bị nạn theo phong tục địa phương.